Chào, mình là Dư Quốc Thịnh nha. Hôm nay quay con chó này đang đứng vừa quá cắn thế mà. Đó, thấy con chó không? Đâu bạn chó? Anh Nam ơi! Anh Nam ơi! Anh Nam ơi! Cửa ấn thấy mà trời ơi, hai chó nó giữ nhà Nam ơi. Dắt dắt chú vô rồi có hai chó ngay đường đi vô ôm đồ nó tưởng lấy đồ của nó bụp à. Giữ giữ giùm hai chó ơi. Giữ giùm hai chó ôm cái bao bọc này vô coi. Vô lại đi đó. Không phải, không phải, không phải. Dạ, chú ôm lại vô đi đó. Trời không cắn phải không? Dạ, nó vậy đó. Rồi, cái thứ ôm đồ vô đi giao nè mà gặp dọc đường. Dạ. Tại sẵn mình quay đó. Ôm đồ đi giao. Dầm dầm nó, dầm dầm nó. Dạ, dạ, chú vô lại đi. Cái chưa? Để ôm đồ. Đi vô, đi vô. Đi vô, nè bỏ đại đây à. Bỏ đại đây à. Nó làm ghê quá. Đóng đóng ừ đóng cửa lại. Là mình muốn hết hồn rồi. Bye, chào, cảm ơn. Rồi, kết thúc.